Tàng Ngố TV kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay Tàng Ngố TV sẽ đi tiếp tục thăm 70 đồng cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Lời nói đầu tiên cho Tàng Ngố TV gửi là chúc sức khỏe nha. Và ngày hôm nay Tàng Ngố TV sẽ đi thăm theo chuột theo cái con kênh này, cặp cái bờ này nè mọi người. Đó, bò thủy lợi này nha. Đó thì từ chỗ này nè thì chạy dài lại tuốt đằng kia luôn nha mọi người. Đó, xa xa đằng kia luôn. Thì cái miếng đất này bên đây thì người ta mới cắt ngày hôm qua. Còn miếng đây bên đây nè mọi người. Đó, miếng bên đây nè, người ta chưa cắt kịp nè. Còn nguyên dây bên đây nè. Đó, nguyên dây đó đó. Nó lúa trắng trắng vàng vàng đó mọi người. Thì tèo gà từ cái đám cỏ này trở lại bờ kênh này, ra tới ngoài đầu lộ tuốt ngoài kia nghe mọi người. Rồi tao mời mọi người đi thăm bãi chuột với tèo nha. coi nó có dính không nha mọi người. Kìa, thấy xà xà có dính rồi mọi người. Đó, mới vô cái đầu tiên mà thấy có là ngon rồi. Đây, chạy đâu khỏi đây nghe mọi người. Đó, một con ngon lành, vào vỏ thôi. Đó, một con nghe mọi người, vô ôi quá đã, đây còn nữa nè. Đó, còn chưa, con nào con nấy lông mướt rượt hay nghe mọi người. Còn cái bên đó thì không chạy mọi người ơi, tiếp luôn. Ở đây tèo cắm cũng rất là nhiều bẹo nha. Nè, cái bẹo tèo cắm ở đây cái gặp cái gặp đây mọi người. Trời ơi, dính nữa, có lý. Nè, nó đung ra rớt ở ngoài đây luôn mọi người. Ở đây có cái hang chuột nè. Nè mọi người xem nè. Đó, một con tiếp theo. Tiếp luôn. Đó, xa xa đằng kia tèo có cắm mấy cây bẹo trên cái đầu bằng vàng đó mọi người. Để tèo làm dấu. Cái này như thế nào? Ồ, có lý dữ ta. Dính nữa nè mọi người. Tròn. Có lý. Ồ, này chuột ngon không à. Vô. Quá đã. Ở đây không chạy mọi người ơi. Thì cái cánh đồng này nè, rất là rộng lớn nha mọi người. Đó. Ban đêm thì tèo quay chắc cũng không sáng cho lắm. Ban ngày thì mọi người thấy nó rộng lớn dữ lắm luôn. Thì tèo bắt từ cái đám cỏ này ngang qua tèo gài về tới cái đường đi này. Ồ, đây dính rồi mọi người ơi. Có lý. Ồ, mới vô làm ăn đậu dữ ta. Xem mọi người. Ồ, mới vô làm 4-5 con liên tục. Ngon. Quá im. Ở đây như thế nào nghe mọi người. Rồi, đây chạy nữa nè mọi người. Nè. Đây chạy mà chạy con nhỏ nghe. Đó. Rồi, bữa nay trúng nữa rồi mọi người ơi. Có lý rồi. Nó mới vô thì quá ngon rồi mọi người ơi. Đây như thế nào. Rồi cái này không chạy. Ồ, cái bên chạy luôn nè mọi người. Trời ơi. Hết biết cái con này rồi. Đây nè. Trời ơi. Chà bá luôn mọi người ơi. Bít cái lồng. Trời ơi, chuột giá thứ già. Vô vỏ. Đó. Ngon rồi. Có lý rồi. Cái này như thế nào? Cái này. Rồi, cái này không chạy mọi người. Rồi, tiếp luôn mọi người ơi. Có lý quá trời, có lý rồi. Quá đã. Rồi, cái này không chạy luôn. Mới vô làm ăn thấm khá quá. Rồi tiếp tục với cái luồng 7 này luôn mọi người ơi. Thì cái luồng 7 này tèo cầm đây dài tới cái chuồng vịt đằng đó nghe. Cái đầu tiên của luồng 7 này. Đó, chạy nữa mọi người. Ồ, có lý quá chừng luôn. Đó, chạy từ cái đầu đám cỏ đằng kia chạy tới đây. Đó, chuột nè mọi người. Quá ngon luôn, bóng lưỡng luôn. Sao chạy hết nổi rồi. Đó, quá đã nghe mọi người.
Rồi mọi người thấy có tèo bảy chuột có hai mọi người chưa? Tèo một like một lượt đăng ký nha mọi người. Tèo xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi nó đã ngon lành quá chừng mọi người ơi. Trúng quá trúng luôn. Ui. Rồi ở đây không chạy. Thì nó có nhiều cái nó ngon lành vậy đó. Chả trúng trúng nguyên luôn á. Rồi luôn này không biết sao nha. Cái này không chạy. Quá đã luôn. Nhiều khi mấy chục cái nó cũng không dính luôn là chuyện bình thường nha mọi người. Ồ đó đó đây 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 dính nè. Dính liên tục 4 5 cái, 5 10 cái cũng có nữa nha mọi người. Đang con nữa nè, đang con lứa nha. Thì chuột nó đi theo luồng vậy đó. Có đường nhiều khi mà nó không có đi cái đường đó mà nó đi đường khác mọi người, mình gài nhiều khi nó không trúng cái đường của nó là nó không chạy. Rồi, ở đây một cái không chạy. Ngon lành. Tiếp tục. Không chạy luôn. Rồi đây một cái nữa. Không chạy luôn. Đó như mọi người thấy là 4 5 cái liên tục không chạy luôn thấy không mọi người. Mà có nhiều lúc ha nó chạy cả chục cái liên tục luôn, như cái đoạn đầu mà tèo mở clip lên tèo quay cho mọi người xem á. Mà hên cái là mở clip lên có cho mọi người xem cho nó vui. Chứ thăm bẫy mà không dính nhiều quá mọi người xem nó rất là chán nha. Rồi, tới đây là hết mọi người ơi. Có cái khúc này còn có mấy được mấy cái bẫy à. Rồi, để tèo lại tèo coi cái khúc này được bao nhiêu chuột rồi cho mọi người cùng xem nha. Đây mọi người. Thành quả từ cái đám cỏ đằng đó lại tới trường dịch thì được bao nhiêu chuột đây nghe mọi người. Đó, cái khúc bẫy này không là được bao nhiêu đây nha. À, thì bên đây là số rập số 7 không dính nha mọi người. Đây là cây bèo của tèo. Thì từ cái bụi cỏ đằng đó đó đi dài lại tới khu vực đang trường dịch đằng đây thì nó được một số chuột ngon lành quá nghe mọi người. Ở đây thì tèo quay cho mọi người xem cây cầu cao lãnh nè. Đó, cái cây cầu mà cái đèn đỏ đỏ đó mọi người, đó là hai trụ cầu cao lãnh nha mọi người. Rồi, tèo xin mời tất cả mọi người mình đi theo tèo đi thăm luồng bẫy kế tiếp của tèo nha. Rồi mọi người ơi, cái luồng bẫy này nè. Đây dài là tuốt trong kia mọi người. Nó mấy chục cái mà nó dính có mấy con à. Chắc tèo xóa cái đoạn clip này luôn nghe mọi người. Thì vào bây giờ thì tèo sẽ qua bên đây. Qua cái luồng bẫy cặp từ chỗ này dài lại tuốt đằng kia, cái là cặp đường lộ nghe mọi người. Rồi mời mọi người cùng đi theo tèo đi thăm luồng bẫy. Luồng bẫy là luồng bẫy cuối cùng của tèo nha. Thì tèo gài được 3 luồng. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Và đây là đường bẫy kế tiếp của tèo nha mọi người. Đó, tèo cắm rất là nhiều cây nha. Đây, dài ra tới bên kia luôn. Rồi đường bẫy cuối cùng này có thành quả im bằng đường bẫy đầu không nha mọi người. Cái đầu tiên. Rồi, không chạy mọi người ơi. Cái này cũng không chạy luôn. Thì trên đường lộ người ta chạy xe nha mọi người, hơi ồn. Rồi cái này không chạy. Ủa cái đường này im quá mà vô mấy cái đầu tiên không chạy ta. Không chạy luôn mọi người ơi. Rồi chết quất luôn. Hai cái chết quất luôn. Kỳ vậy. Đường này ngon lành quá mà. Tiếp tục luôn mọi người ơi. Rồi đây chạy đường con nè mọi người. Tưởng không chạy luôn rồi chứ. Đây. Ôi. Con nào con nấy lông mứt rượt vàng ống. Một em. Nãy giờ cả chục mười mấy cái con em một. Cái đường này thấy gì mà không im hung ha. Ở đây chạy đừng con nè mọi người. Con này con lứa nha. Rồi thả
tạm thời tao để đường đi, lát nào lại tao gom sao nha. Dạ. Ít quá chú ơi. Cái đường này thắt thu rồi. Đây cá nè mọi người. Hả? Có chuột mà nó nhát quá. Rồi đang chạy con nè mọi người. Rồi, chạy lứa không người ta. Cái đường này nãy dính con bự à. Hầu như chạy được hai con lứa. Coi khúc đằng đây coi như thế nào nha mọi người. Cái đường này đường mòn im vậy mà nó không chạy mạnh bằng cái bờ ganh thủy lợi hồi nãy. Bờ ganh thủy lợi hồi nãy chạy quá im. Đây con nè, mà con lứa nha mọi người. Thì tao quay một đoạn này hết bảy luôn rồi cho mọi người xem nha. Rồi tao quay lại tao gom sao. Ở đây tính con nè. Trời ơi đi ngang luôn. Này cũng nhâm hay gì ta. Ở công nhâm luôn mọi người ơi. Hấp thế chưa. Cái gặp cái lớn mà nó vô công nhâm. Trời ơi. Ngon lành ngon lành. Công nhâm. Công nhâm mày đại đây. Công nhâm. Một em công nhâm. Đó, gỡ gạt lại chứ. Đó, đây chạy nữa mọi người. Đó, đang con này nha. Rồi con này vàng ống à, đã gì đâu trời. Ngon lành ngon lành. Ít giao phải vậy chứ đi thăm mà không dính hoài. Rồi đây đông cái gặp rớt xuống luôn. Không dính hoài nản lắm. Đây cái không chạy. À, dính là công nhâm đó là lấy lại vốn nãy giờ rồi đó. Nãy giờ mấy chục cái không chạy. Đây cái không chạy mọi người ơi. Trời ơi nó đụng đất vô cái gặp luôn nè. Mọi người xem nè. Đụng đất vô cái gập luôn. Hay thiệt. Rồi đây cái nữa. Ở đây có mấy cái hang này nè. Hết biết bự cho mọi người. Ở cái hang này hang cũng nhùm chứ không phải chục cơm. Hàng chi nó đông cái gập ngã là phải rồi. Đây cái không chạy. Đây cái chớp quất luôn. Thì tèo đi thăm hết cái đoạn này luôn nha mọi người. Rồi tèo sẽ quay lại tèo gom 7 sao nha. Như vậy thì cho nó đỡ mất thời gian mọi người. Chứ cái nào cũng đi gom hết thì nó lâu lắc lắm. Cái bẹo ở đây. Cái 7 ở đâu à, cái 7 trên đây mọi người ơi. Không chạy. Tiếp tục cái này cũng không chạy luôn. Vớt luôn. Khúc này thua. Khúc này không ngon. Rồi giấc này trời cũng sáng rồi mọi người ơi. Thì tèo còn được một số 7 ở đây. Và tới đụng tới đầu bờ thủy lợi đằng đó đó. Là hết 7 luôn nha mọi người. Rồi chớp quất. Rồi để chạy con lứa nè mọi người. Đó. Một con lứa nữa. Tiếp theo. Cho quất luôn. Đó đây chạy đựng con nữa nè. Ít cho phải vậy chứ. Chạy này cũng con lứa. Mà lứa này trọng lắm rồi mọi người. Nè. Trọng hả mày. Bắt trọng. Đây gặp không luôn. Thì còn đây một số cái lại tới đầu bờ thủy lợi đằng đó đó mọi người. Thì kết thúc cái đường 7 này của tèo. Thì cái đường 7 này là cái đường 7 thứ 3. Chứ cái đường 7 giữa thất thu quá. Mấy chục cái mà dính có 2-3 con nha. Rồi tèo chắc xóa cái đoạn clip đó. Cái đoạn clip này chắc tèo giữ lại. Đoạn clip này cũng có dính la gai nè, nhưng mà nó vẫn yếu hơn là cái khúc đầu nha mọi người. Khúc đầu mới vô dính lia chia hết trơn, hết biết đã. Rồi đây
có sập mà không chạy. Đây không chạy luôn mọi người ơi. Kỳ vậy ta. Bờ cao này ngon quá mà nó không chạy bằng cái bờ thủy lợi. Cái bờ thủy lợi nó cũng không cao bằng bờ này đâu. Bờ đây bờ này là cặp mấy đường nè mọi người. Đó, mấy đường ở đây nó cao lắm. Ồ đây. Ngon lành chờ đợi nãy giờ. Đó, chờ bá luôn nha mọi người. Nè. Hết thế chưa? Vàng cháy. Ngon lành. Ít dao cái vậy chứ không dính hoài. Rồi, đang cái không chạy luôn. Quất luôn. Rồi, đây còn ba cái nữa là hết luộc bảy của tèo luôn. Không chạy luôn. Rồi. Kết thúc mọi người ơi. Rồi để tèo gom cái luồng bảy này lại rồi tèo quay thành quả cho mọi người cùng xem nha. Rồi mọi người ơi, tèo cũng đã về tới nhà rồi. Thì hôm nay thành quả của tèo được bao nhiêu đây nha mọi người. Đó, trong cái số 7 là buổi sáng nha mọi người. Còn trong cái rộng này hồi hôm tèo đi thăm nè. Đó. Ngon lành cho mọi người. Rồi, tèo cũng xin kết thúc video ở đây luôn mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha.